Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày 1 tháng 11 trên kênh fan bóng đá Soccer Life. Video mang đến những diễn biến nổi bật của làng túc cầu thế giới trong 24 giờ qua. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, chúng ta cùng đi vào chi tiết của video ngày hôm nay. Messi trả lời cực kỳ hợp lý khi được hỏi về GOAT. Mới đây khi tham dự gala Quả Bóng Vàng 2024, Messi đã được hỏi liệu anh có phải là GOAT hay không. Messi đáp, như tôi luôn nói, tôi không biết liệu mình có phải là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử hay không. Nếu tôi là một trong những người giỏi nhất thì đây là một điều tuyệt vời. Thêm lần nữa, Messi lại khiến người hâm mộ phải ngả mũ, bội phục vì sự khiêm tốn đến khó tin. Với việc La Bunga mới sở hữu cho mình quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp, chẳng có mấy ai phủ nhận anh không phải là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử túc cầu giáo. Điều giúp cho Messi chiếm được cảm tình lớn từ các fan bóng đá toàn cầu bên cạnh tài năng xuất chúng chính là sự giản dị, khiêm tốn và hết mình vì đồng đội lẫn tập thể. Anh không có lối sống xa hoa hay khoe mẽ bên ngoài sân cỏ. Thay vào đó, khá kín tiếng, ít chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện tại Messi đã có tới 8 danh hiệu quả bóng vàng, người gần nhất với Messi chính là Cristiano Ronaldo với 5 quả. Và việc bắt kịp Messi gần như là một điều bất khả thi. Arsene Wenger không có hy vọng gì cho MU. Cựu huấn luyện viên huyền thoại của Arsenal, Arsene Wenger khẳng định MU không còn hy vọng sau khi ông chứng kiến Quỷ Đỏ mất tự tin và tinh thần. Tôi có thể nói rằng khoảng cách giữa hai đội càng ngày càng lớn hơn khi trận đấu diễn ra. Cuối cùng, bạn cảm thấy tiếc cho Man United vì không còn hy vọng nào cho đội bóng này. Tôi không thấy họ có thể cải thiện ở đâu. Câu lạc bộ này đã đánh mất sự tự tin, chất lượng và thậm chí là cả tinh thần. Tôi có thể nói mọi chuyện bắt đầu từ lúc MU chơi theo cách chuyền bóng về cho thủ môn. Khi đó bạn khiến cả đội bất an và thiếu tự tin vì với nỗi sợ ở hàng thủ. Họ không muốn có bóng. Nếu bạn hỏi tôi bao nhiêu cầu thủ MU có thể chen chân vào đội hình chính của họ, thì tôi sẽ nói tóm gọn thế này. Thông thường trong một trận đấu lớn hoặc một trận derby lớn, tôi sẽ chọn 3 hoặc 4 cầu thủ lắp vào chỗ này chỗ kia. Nhưng MU thì không. Đây chính là vấn đề của Man United. Mùa này thì MU đang lao dốc dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Tại Premier League, Quỷ Đỏ chỉ hiện xếp thứ 8 với 15 điểm sau 10 vòng đấu và thất bại tan nát 0-3 trước Man City vào cuối tuần qua. Một lần nữa phơi bày mọi hạn chế của họ, trải đều trên cả 3 tuyến. MU bây giờ đang hỗn loạn, hoàn toàn mất phương hướng khi những bản hợp đồng câu lạc bộ đưa về không phát huy hiệu quả. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 11 tới theo giờ Việt Nam, MU sẽ đụng độ với Newcastle tại vòng 4 League Cup. Nếu không sớm sốc lại tinh thần, thầy trò ten Hag khả năng cao sẽ bị loại khỏi giải đấu này. Messi xác nhận kế hoạch trở lại Barca. Chia sẻ trước truyền thông sau lễ trao giải của bóng vàng 2023, Messi thẳng thắn nói: "Có một vị đắng khi tôi ra đi và tôi không thích điều đó. Tôi muốn thay đổi cách câu chuyện kết thúc. Tôi xứng đáng phải nói lời tạm biệt với những người đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Nếu điều ấy xảy ra, tôi sẽ rất hạnh phúc khi được ở đó." Messi rời Barca vào mùa hè 2021 theo dạng tự do. Anh đã khóc rất nhiều trong buổi lễ chia tay gã khổng lồ xứ Catalonia. Bởi không ai nghĩ ngày tồi tệ ấy lại đến. Chủ nhân của 8 quả bóng vàng muốn tiếp tục gắn bó với Barca thời điểm ấy. Song tình hình tài chính khó khăn của câu lạc bộ buộc anh phải rời đi. Thời điểm đó Barca cũng muốn dạn hợp đồng với Messi nhưng lực bất tòng tâm. Kết quả, tiền đạo 36 tuổi cập bến Paris Saint-Germain theo dạng tự do và ký hợp đồng 2 năm. Messi đã trải qua quãng thời gian không mấy vui gì ở Paris, đặc biệt sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Hiện tại, Messi đang thuộc biên chế Inter Miami. Anh mới đầu quân cho câu lạc bộ của David Beckham hồi mùa hè vừa qua, cũng theo dạng tự do. Tính đến nay, La Bunga đã có 14 lần ra sân cho Inter Miami, đóng góp 11 bàn cùng 5 đường kiến tạo, giúp câu lạc bộ vô địch CONCACAF League Cup. Lúc này thì Messi vẫn còn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2025. Không rõ kế hoạch cụ thể của Messi là gì, liệu anh sẽ trở lại Barca với vai trò cầu thủ hay là với tư cách khác. Bất luận như thế nào, việc Messi quay trở lại New Camp vào một ngày không xa là một điều tuyệt vời dành cho các cù lê, những người luôn yêu mến anh. MU từng chê Bellingham để chiêu mộ Van der Beek. Mùa hè 2020 giúp Bellingham khi ấy được Birmingham tạo điều kiện cho phép ra đi. Cầu thủ 17 tuổi khi ấy đã có những đàm phán với MU. Tiền vệ tuyển Anh cùng người đại diện thậm chí đã có những chuyến tham quan cơ sở vật chất của MU. Đồng thời, Bellingham được Sir Alex thuyết phục gia nhập MU. Tuy nhiên, thương vụ khi ấy bất thành. Lý do là bởi Bellingham muốn được ngay lập tức trao cơ hội ở đội 1, còn MU lại không muốn mạo hiểm với một cầu thủ chỉ mới 17 tuổi. Cựu danh thủ Rio Ferdinand mới đây đã tiết lộ chi tiết về sự việc kể trên. Anh cho biết, Bellingham khi ấy muốn một suất được vào đội 1 và được đảm bảo về lộ trình phát triển rõ ràng. Nhưng MU không đáp ứng được những yêu cầu của cậu ấy. Thông tin này tôi có từ một nguồn rất tin cậy. Và cậu ấy đã có câu trả lời với MU rằng: "Tôi biết giá trị của mình ở đâu và khi bạn không coi trọng đúng giá trị của tôi sẽ tìm kiếm một đội bóng khác."
Sau khi từ chối MU, Jude Bellingham lựa chọn Dortmund làm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Trong khi đó, Quỷ Đỏ quyết định chiêu mộ Van de Beek trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Mọi chuyện sau đó thì ai cũng rõ, Bellingham tiến bộ không ngừng tại Dortmund và sau đó gia nhập Real Madrid mùa hè vừa qua với mức giá 103 triệu euro. Trong màu áo của Los Blancos, tiền vệ sinh năm 2K3 thể hiện phong độ hủy diệt với 13 bàn thắng sau 13 lần ra sân. Có Van de Beek chật vật tại MU suốt những mùa giải vừa qua. Tới nay, cầu thủ người Hà Lan gần như là người thừa tại Old Trafford khi chẳng thể nào chen chân nổi vào đội hình của Ten Hag. Chelsea muốn cướp báu vật của Barca. Dưới thời chủ tịch Todd Bowie, Chelsea đã chi rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình, tuy nhiên thành tích của họ chưa được như kỳ vọng. The Blues hiện chỉ xếp ở giữa bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Chắc chắn trong thời gian tới, đội bóng thành London sẽ phải chi thêm tiền để nâng cấp đội hình. Chelsea đã chiêu mộ Enzo Fernandez, Moses Caicedo và Romeo Lavia. Đây là 3 cầu thủ được nhận định sẽ là trụ cột nơi tuyến giữa của đội bóng thành London trong tương lai. Tuy nhiên, khi mà Lavia vẫn đang dính chấn thương và chưa biết có thể tỏa sáng hay không, The Blues đã đưa Gavi vào tầm ngắm. Chelsea được cho là đang khởi động lại kế hoạch chiêu mộ Gavi, một trong những tài năng lớn nhất của Barca và bóng đá thế giới. Todd Bowie xem Gavi là ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Tuyển trạch viên của đội bóng nước Anh cũng đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ này. Gavi dù còn trẻ nhưng mà hiện đang là trụ cột của Barca và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh được nhận định có thể trở thành một trong những cầu thủ tốt nhất ở vị trí của mình trong thời gian tới. Chelsea muốn xây dựng hàng tiền vệ với Gavi, Enzo Fernandez cùng Moses Caicedo. Với những khó khăn về tài chính của Barca, Gavi không loại trừ khả năng sang London. Tuy nhiên, để có được điều mình cần, Chelsea sẽ phải chi không dưới 100 triệu euro cho thương vụ này. Oliver Giroud lên tiếng xin lỗi huấn luyện viên Stefano Pioli. Oliver Giroud đã chơi rất tốt trong 45 phút đầu tiên trong trận đấu giữa AC Milan và Napoli. Từ phút 22 đến phút 31, anh lập cú đúp giúp đội khách dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, chỉ trong 13 phút từ phút 50 đến phút 63, đội chủ nhà có liền 2 bàn để cân bằng tỷ số 2 đều. Tới phút 81, huấn luyện viên Stefano Pioli đã quyết định rút cầu thủ người Pháp ra khỏi sân. Cầu thủ sinh năm 1986 đã mất bình tĩnh thực sự, nổi cơn thịnh nộ sau khi bị thay ra. Anh hét lên và tỏ ra tức giận. Cầu thủ này đi ra khỏi sân rồi từ chối ngồi lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên sau trận đấu, Giroud đã công khai xin lỗi huấn luyện viên Pioli vì hành động thiếu kiềm chế của mình. Anh nói, tôi rất thất vọng, tôi muốn tiếp tục đóng góp cho đội bóng. Tôi tin rằng mình có thể giúp đỡ được các đồng đội khi đội nhà đang tìm kiếm bàn thắng. Tôi cũng còn cảm thấy mình có năng lượng và muốn tiếp tục cống hiến. Đó là lý do tôi làm như vậy. Tất nhiên, sau đó 5 phút thì tôi đã lấy lại bình tĩnh và xin lỗi huấn luyện viên. Tôi tôn trọng quyết định của ông ấy và tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất cho đội. Tôi rất thất vọng vì lẽ ra chúng tôi phải thắng trận này. Inter Milan hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A. Khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Inter đang là 3 điểm. Ở đấu trường Champions League, Milan cũng gặp khó khi đang đứng cuối bảng ép tử thần. Họ mới giành được 2 điểm sau 3 trận. Real Madrid đưa ra quyết định cho Kepa. Thibaut Courtois dính chấn thương nặng ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Điều đó buộc cho Real Madrid phải lên kế hoạch đưa về một thủ môn mới. Sau một thời gian đàm phán, Los Blancos mượn thành công thủ môn Kepa từ Chelsea. Cập bến Bernabeu, cầu thủ sinh năm 1994 nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 của Real Madrid. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, thủ môn Kepa tuyên bố anh rất muốn ký hợp đồng lâu dài với Real Madrid từ Chelsea sau khi hợp đồng cho mượn đáo hạn. Anh nói tất nhiên là tôi muốn ở lại Real Madrid trong tương lai. Ai lại không muốn ở lại câu lạc bộ này? Tôi rất hạnh phúc ở đây. Kepa sẵn sàng giảm lương đáng kể để tiếp tục thi đấu tại Madrid. Anh còn 20 tháng hợp đồng với Chelsea. Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với Kepa sau khi hợp đồng cho mượn đáo hạn, nhưng họ sẽ không trả hơn 17,5 triệu bảng cho thương vụ này. Trước đó, Chelsea từng chi 71,6 triệu bảng để có Kepa từ Bilbao cách đây 5 năm. Nếu đồng ý với lời đề nghị trên từ Real Madrid, Chelsea sẽ lỗ nặng trong thương vụ này. Đội bóng thành London đã chiêu mộ Robert Sanchez thay thế Kepa. Nếu thủ thành người Tây Ban Nha ký hợp đồng dài hạn với Los Blancos, The Blues sẽ chiêu mộ thêm thủ môn ở mùa hè 2024. Aaron Ramsdale của Arsenal và Pickford của Everton đang lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ ekip Socolife. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.